đôi dép này làm như là đôi dép này làm trắng tặng nè. Trời ơi. Làm trắng tặng nè, Havana nè. Trời. Đụng con bướm rồi. Kỷ niệm với anh Trắng ha em. Trời. Đúng rồi, kỷ niệm của anh Trắng nè nên em giận quá trời giận luôn nè. Mang hoài luôn á cả nhà. Mang hoài luôn. Trời ơi. Hưởng em xong rồi giờ nó bỏ nó hôm qua. Trắng nó quất ngựa chi phong hả em? Quất ngựa chi phong hay sao? Thôi đừng có nói nó quất ngựa chi phong. Nên cho nó như vậy đi anh ơi. Chứ bây giờ nó mớm quá, nó cười giống bà già quá. Rồi kêu nó qua đây rồi người ta chọc nó, rồi hồi nó quạo nữa. Cho nó nhà nó ngủ đi, lớn tuổi rồi đi vô tủ đi. Cái tâm của em bây giờ, ví dụ em mà lấy lại phải lấy trai đẹp trai trẻ chứ mấy anh suốt ngày lấy em đáng trắng hoài vậy. Hai anh cái chuyện chuyện mới vô đó, được không mọi người? Em cứ vậy không em à. Là em phải lấy là cỡ như là cái tông là phải là phải đẹp trai giống như Vĩnh Thụy vậy đó, còn không là phải là Kim Lý rồi phải không em? Nói vậy không sợ Trắng buồn hả nhì? Nó mà biết buồn gì, nó buồn thì nó cũng đi chơi gái rồi mấy anh hiểu không, nó cũng đã đi chơi gái rồi. Chỉ có một mình tôi ở đây là phòng không chiếc bóng thôi, tôi ở một mình hiểu chưa, tôi cô đơn lạnh lẽo. Trời ơi em buồn quá mà đã vậy hôm qua hôm kia má Luân Biên Hòa còn có bói nó tôi đi nuôi cha mà nó lần nuôi 3 thằng. Trời ơi là trời nè, 1, 2 rồi kiếm thêm ông nữa chẳng đó. Ừ, đó nuôi 3 ông đó, báo 3 người đó, nuôi 3 thằng nuôi cha 3 thằng. Giờ em có muốn gửi lời gì với Trắng hoặc là gửi lời gì mấy người không? Em chỉ nói là Trắng ơi, ở nhà ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, ngủ thật lâu và thật sâu vào cho mình trẻ lại, đừng có mớm nữa, đã đi làm găng sứ rồi, đi bơm càm rồi mà mớm thì cũng mớm, cười lên giống bà già lắm Trắng ơi, ở nhà ngủ đi. Nói chứ mình phải chúc mừng Trắng nha mấy thiệt, tưởng là đâu có ai lấy nó mà bây giờ có người lấy nó rồi là mình phải chúc mừng cho nó, mấy anh hiểu không? Mấy anh mập kêu nó qua đây rồi con kia nó ghen, rồi một hồi nó qua nó đánh ghen và chết tôi nữa. Mà trong cái đó em với thằng Trắng là không còn cái gì hết. Mà em mấy anh cứ chuyện ngoài. Em là giờ lớn em có quyền vậy, hơn vậy, vậy là bây giờ lúc trước là có tình cảm còn giờ là hả? Không có, trời ơi là trời, làm gì có tình cảm. Tình cảm là đến với nhau là chiếc SH, hiểu không? Là nghe chiếc nói, SH là đến với nhau. Nói trước bây em giờ đi làm em nuôi thằng Trắng nữa. Em nuôi thằng Trắng. Ờ. Trời ơi. Em nuôi nó mà nó đẩy xe cá viên chiêu xuống sông, bởi vì em mới ra em mới sụm nụ đó anh, mấy anh hiểu chưa? Em nuôi nó rồi, ôi chết rồi. Mà nó thì nó suốt ngày nó nói em ăn tiền nó không, nó qua nó nói là bán xe của nó, ăn tiền của nó, rồi cái gì làm tùm lum hết, lấy hết gia tài của nó tùm lum tùm la. Trời ơi, rồi bây giờ nó em nuôi nó vậy, giờ em nghe ai? Bây giờ mọi người nói đi, em nghe ai bây giờ hả mọi người? Cái lúc thằng Trắng bán xe mọi người cũng biết rồi đúng không? Nó đăng lên nó bán xe mà tiền đó em đâu có lấy đâu. Tiền đó em không có lấy. Nó đưa tiền đó là biết cho ai, mới đưa cho con ma nhập. Mọi người không biết thằng Trắng con ma nhập chơi BD với nhau rồi. Trời ơi. Thiệt. Trời ơi, chấn động vậy. Không tin thì lên Facebook coi đi, thằng Trắng với con ma nhập comment qua lợi quả chứ thằng Trắng là bị comment của em. Mọi người không có hiểu cái gì hết. Trời ơi. Bởi vậy Trắng ơi sao mà bây giờ bọn Nhi không chơi, đi chơi BD em. Không, cái tông thằng Trắng mà như vậy nó phải đổi gu. Thằng Trắng là nó Trắng là gì nó chơi đó. Nó là phải là Trắng là phải nay ăn cơm rồi ngày mai phải ăn cháo, rồi ngày mốt là phải ăn phở, rồi ngày kia phải ăn miếng. Chứ đâu ai mà ăn cơm hoài. Giờ anh Hân nè, anh ăn cơm hoài anh chán không? Không, anh ăn em sẽ vô anh ăn. Vậy là hả Trắng là bữa thì thích ăn lẩu, bữa thì thích xúc xích vậy hả? Trời ơi, bữa thì nó ăn chè chuối thần, chè chuối chân, rồi chuối chiên. Rồi có bữa nó ăn lẩu, rồi có bữa nó ăn sò lông, có bữa nó ăn chim chép, mà có bữa nó ăn qua nguyên một nồi lẩu mà lẩu chua cay đó. Nó ăn đủ thứ. Rồi có bữa nó ăn lẩu bò đó, lẩu bò là lẩu ví dụ lẩu chua cay là màu đỏ, lẩu bò là lẩu tái là cái màu thâm đen đó. Nó ăn đủ hết trơn, đó là nó phải đổi tông. Bây giờ là mấy anh nghe lời em, mấy anh được và mọi người luôn, để cho thằng Trắng nó yên vui hạnh phúc đi. Bây giờ cái người mà mình đang quan tâm là mọi người biết ai không? Là mọi người phải quan tâm là anh Sang Sệ đi. Thấy dạo này á, là anh Sang Sệ chắc cũng cô đơn lạnh lẽo vô lắm, mà dạo này hay đăng mấy cái hình mà uống a uống ẹo rồi sexy thì kia rồi lên mạng lắm. Là phải quan tâm nó đi.
để một hồi nó đi nó vô con đường mà làm gái đó. Trời ơi, hồi xưa nó nói em, trời ơi mày ăn mặc hở hang, giờ nó phải lên trên mạng, mới lên Facebook phải đăng hình đó, uống a uống éo mà để tôi lấy hình cho con. Trời ơi, tôi lấy hình đó. Phụng ơi, cho mình tìm bộ đấy đi mọi người. Ăn cái bộ không ăn cái gì kia hả? Cho coi nè. Trời ơi, nó đăng hình bây giờ uống éo. Đâu rồi? Mi, Yumi, Mai Quang Sang. Nè, để cái avatar nè, coi nè. Để avatar một áo dây khoe vú. Trời ơi, mọi người thấy chưa? Nè. Đâu? Coi nè. Trời, uống rồi. Trời ơi nè, coi nè. Nè. Đó, thấy chưa? Ủa sao sexy dữ vậy em? Ủng ngực, ủng vú rồi. Ủng ngực nè, đó thấy chưa? Em mà làm không được nữa. Đó, thấy chưa? Nè, coi nữa nè, con nữa mọi người ơi, cứ bình thường. Nè. Nè, chụp từ trên đứng dưới nè, thấy nguyên cái vú luôn. Thấy chưa? Quan tâm tới Yumi đi mọi người ơi, tội nghiệp đó mọi người ơi. Một hồi đi làm gái tới nơi bây giờ đó. Nè, mặc đầm ngủ live stream nè. Coi nè, mặc đầm ngủ này, dây live stream nè. Trời ơi, đó, thấy chưa? Mặc đầm ngủ đó, dây live stream thấy chưa? Đó, trời ơi. Mọi người với mọi người cũng biết gì hết trơn á mọi người ơi. Thật sự luôn á. Rồi vậy rồi, Trắng ơi, Trắng mà xem được clip này phải ra đây đính chính nha Trắng. Ê, có khi coi lời nói của Nhi có đúng không có nha. Có khi nào mốt em giống con này vậy không? Trời, có nào mốt em giống gì không trời? Em sợ quá. Sắp rồi đó em. Muốn bụng không à? Sắp rồi đó. Chết rồi, có nào mốt giống... giờ đó em. Này giống 3 tháng rồi. Trời ơi, chết rồi. Ghê quá à. Trời, lâu quá nhớ con này ghê ha. Mọi người có còn nhớ con này không? Nhớ con này không mọi người? Nhớ con này không? Trời ơi, nhìn mặt nó giống bà ngò hay vậy đó. Trời ơi, để nó mặt nó kế bà ngoại là y gan này nha. Nó để sao sao. Trời ơi, giống lắm. Trời ơi. Trời ơi, bởi vì em buồn lắm mọi người ơi, thật sự luôn. Nè, coi nè mọi người, coi nè, nè. Đó, mặc áo hở, đang Facebook. Thấy không, mọi người phải quan tâm Yumi đi. Em nói thiệt, để một hồi Yumi đi lâm nương đó. Trời ơi nè, em với Tiến Hàng hồi xưa nè, coi Tiến Hàng hồi xưa đẹp trai không mọi người. Facebook nhắc lại kỷ niệm mấy năm trước nè. Tôi có mấy năm trước? 2 năm trước. Trời ơi, hồi xưa em với Tiến Hàng dễ thương ha. Đó, em nhìn cặp với Tiến Hàng đúng không? Cái gì vậy? Trời đó, tôi cặp với Tiến Hàng nữa trời. Tiến Hàng nó bê đê muốn chết. Đó, cặp bài chồm. Cặp bài chồm. Khỏi, giờ mới nhắc lại Tiến Hàng. Ồ, Tiến Hàng hồi xưa đẹp, bây giờ Tiến Hàng mập luôn rồi, Tiến Hàng giờ xu. Ê, tụi phát, Tiến Hàng cũng nhiều fan lắm nha. Sao không thấy Tiến Hàng qua đây nha em? Nó đang bị ở... Đồng Hàng. Tây Ninh. Ủa? Đúng rồi, Trảng Bàng, Tây Ninh. Chưa đi được. Đi được rồi nha. Chưa, đi được qua tuần hay gì đó đi. Trời ơi. Thấy buồn ghê gì đó. Bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao cho vui bây giờ? Hết mưa rồi mọi người ơi, mau ra địa chỉ số 15 Trần Hoàng, phường 10, quận 5 giùm đi đi. Mở cái đèn bản hình số 15 Trần Hoàng, phường 10, quận 5 giùm Nhi. Cái điện thoại đặt hàng là 0903 053 519 nha. Số điện thoại đặt hàng là 0903 053 519. Rồi gọi vô số đó đặt hàng giùm Nhi. Còn quý vị ra ăn trực tiếp ở số 15 Trần Hoàng, phường 10, quận 5. Mỗi người một tay thương Nhi ủng hộ cho Nhi đi quý vị. Thật sự luôn là Nhi phải nhờ vào sự yêu thương ủng hộ từ tất cả quý vị rất là nhiều. Chứ nếu như mà quý vị không thương không ủng hộ thì em sẽ sụp nụ hoài. Cho nên là mỗi người một tay thương em ủng hộ cho em nha quý vị, để cho cuộc sống mau đó là bình thường. Em duy trì xe cá nhân chia thành cái địa điểm ăn chơi, ăn uống, giải trí, vui vẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi nha quý vị nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha mọi người ơi.